Lúc nãy em donate cho A mà AK nói gì luôn mặt. Anh cảm ơn 891 nha. Sorry anh không thấy. Sao cái thằng ông có bị khùng không? Ông đi sub mà ông cứ swap S5 hoài. Cho tao lớp 5 tao bít mắt tao gì đó. Tao không có giỡn đâu. Để tao lớp 4 tao bít mắt tao gì tao đánh đó. Tao giỡn. Mấy nữa có sự kiện ai giải nhất được solo 1-1 vs A7E có cuốn bí kíp 1. Ừ, nhưng mà anh em đừng có hiểu nhầm nha anh em. Ở trong cái sự kiện của mod đó là có cái chương trình solo 1-1 á. Cái đó là đánh lộn á nha, chứ không phải chơi liên minh đâu. Cái đó đánh lộn á, thiệt. Cái này không có giỡn nha, mấy cái này liên quan đến tính mạng người, không có giỡn nha anh em. Anh em nào mà bốc thăm mà chúng là lên sân khấu là có cái sàn boxing sẵn là mết với lại anh em là đấm lộn á. Chứ cái đó là không có chơi, không có phải là chơi liên minh đâu nha. Anh em nào mà có bốc thăm chúng thì nhớ chú ý sức khỏe tí nha. Chi tiết hơn chút xíu á là hôm đó là ai mà được bốc thăm may mắn thì sẽ lên solo với mết. Nhưng mà tại vì đây là thi đấu công bằng cho nên là mình phải có luật lệ là mình không được mang vũ khí lên trừ mết. Mết được cầm tối đa là cây súng, tối thiểu là cây dao. Thoải mái. Anh gánh được hết mà. Trời, quên chơi liên minh rồi với anh Bảy là cái điều gì đó nó quá đơn giản. Ngày hôm qua ông nào mà không xem được cái pha tôi đánh con TF, tôi cản con Asus là thôi thiệt, uổng cuộc đời của mấy ông. Pha đánh hay ha. Cái pha đó là dạng như là mình đánh trong một cái tâm thức là phản xạ vô điều kiện. Ngày hôm qua là vô team mới đó, thằng nào fit là gánh thằng đó bất cứ thằng nào luôn. Nhưng mà ngày hôm qua nó chia ra làm hai buổi stream. Cái buổi đầu là thằng Bảy Núi nó stream, cái buổi thứ hai cái buổi hai mới là mết stream. Anh ra luật lệ vậy rồi ai dám bao anh ăn ốc okay, vừa bước lên cái võ đài là bị xin cái giò rồi. Thôi mọi người đừng có tham gia, trời ơi có ai ép đâu, chương trình nó ghi vậy thôi chứ. Nhưng mà mết, mọi người cứ tưởng là bữa đó lên là solo liên minh 1-1 với ông Bảy Núi, nhưng mà thật ra không phải, bữa đó lên đấm lộn đó. Khảo sát anh em kênh chat kênh tấu hài cho phím 1, kênh kỹ năng cho phím 2. Thằng nào 1 tôi ban đó. Tôi ban hết đó. 1 đi. Thằng 1. Thằng 1 bước ở đây. Hết. Vậy. Tôi ban sao hết được mấy cha. Vậy thôi. Cứ như về đi. Thật ra trong cuộc sống anh em à, nhường nhịn là thông minh. Với trình độ giáo sư như anh Mú thì cho em hỏi beta là gì ạ? Beta là dạng như là mình đang nói về cái việc mà mình di chuyển vật dụng á, là bê rồi tha nó đi á, kiểu như động vật thì nó sẽ tha một cái đồ vật nó đi, còn con người thì người ta sẽ bê cái đó đi. Nhẫn trong nhẫn tâm sủi stream bỏ rơi anh em viewer, kiên trong kiên trì việc chơi game tấu hài. Ông ghét tồ này thiệt chứ, ngày nào không lên đầu nay cũng đâm tôi cũng buồn thế gì ơi. Ở một ngày mình thương yêu nhau tí xem gì ghê vậy. Giáo sư tiến sĩ, nhà triết học, nhà tâm linh học, kẻ hủy diệt xe, chiến thần xin cái giá. Bắn đó chính là Optimus aka Cùi Bảy Nướng. Sao mà né được sao bồ. Ghê ơi. Trời, nó không cho cơ hội luôn. No chance. Làm gì có kênh nào như kênh này, streamer kiêm ca nhạc sĩ kiêm diễn viên sân khấu nụ cười mới kiêm tiến sĩ đại học Harvard kiêm tuyển thủ bóng đá Việt Nam kiêm võ sư dạy võ 1.8:10 kiêm họa sĩ đệ tử Picasso lâu chạy Grab kiếm thêm. Ủa, cái kênh hay là cái chợ? Này, cái kênh stream hay là cái chợ vậy? Nghe ông kể giống kênh cái chợ với cái kênh gì ông nội? Ông kể đâu, đang kể cái chợ Bến Thành hay gì á. Chết ngay. Chó này cứ mỗi lần mình giết mít nó là ra kiếp mình nè. Cái gì vậy cha? Trời ơi coi kìa. Nãy giờ xe nó rờ tao 6 lần rồi. Anh chúc hai mẹ con em ngủ ngon đi. Cái gì đấy? Cái gì Lan? What the heck?
Hình như ông nào phát hay gì á, hôm qua tôi vừa mới nhắc tới con bé cái bên này nó xuất hiện. Vậy là ông nào giả dạng rồi. Ghê à. Con nó dám quẹo xuống đó luôn à. Để qua thử coi. Ghê à. Mà nó làm gì thấy tôi ta, làm gì có mắt ta. Ừ à, làm gì mày thấy được tao. Trời ơi, chơi đá stream luôn mà, gác chưa. Chỉ có Optimus mới chơi The Sea Game này thôi à. Đi đi đâu ta, sao nó không chạy lên ta. Là em hàng Brian nha à. Có ngôi sao xanh luôn sau bao năm tháng. Nó cắm mắt trên YouTube luôn mà V. Có đánh gì đó rồi kêu leo thách đấu. Không leo cái gì được. Pha đó làm sao mà có chuyện mà con Victor mà nhìn thấy được tôi như vậy được. Đứt mắt sâu luôn. Mắt trap. Mình mắt trap bạn luôn. Nè nè nè. Cài pha máy đầu mày. Đúng rồi đúng rồi em. Trời bồ không mạnh hơn tôi đâu nha bồ. Cái gì mà con Talon nó quậy dữ người ta. Cái gì đâu mà ba đồng đội của mít sau lưng mà con Talon nó chạy. Chạy từ bên này nó chạy qua xong rồi nó chạy lại rồi nó quýnh tới nó quýnh lui luôn vậy. Ba đồng đội làm cái gì. Ồ đàn chó này nè. Em phế đúng không. Chứ tự nhiên team mít ba thằng sau lưng mà con Talon nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại xong giết hết này nó giết tới thằng khác. Úp. Chết. Ủng. Mấy này coi thường tôi hay gì thôi. Nè, nè, nhảy đi đâu. End game mày luôn. Ừ, vô đây. Vô đây. Mày ở đây đúng không? Mày nghe đi. Mày nghe đi. Mày nghe đi. Nè, nè, chết luôn nè, chết luôn nè. Anh ghép. Chứ nó. Rồi thấy không? Lại gánh này thấy không? Nói mà uy tín tạo nên thương hiệu. Cái kênh của ông Bảy Núi này tôi nói thiệt với mấy ông nghe. Ông mà bán mỹ phẩm, thức ăn, thức uống hay là gì là mấy ông mua ủng hộ giùm ổng nha. Chứ kênh này uy tín quá. Gánh là gánh, nó gánh là nó gánh. bữa nào hay gì tôi ngồi tôi stream á, tôi gánh cái gánh bún bò tôi đi bán luôn á. Chứ giờ gánh quá gánh rồi.